cô nhá. Hôm nay thứ bảy, nói chung là khách đông nhưng mà không đông bằng thứ bảy tuần trước là có một loạt khách mà đi ra đây không có bè để ăn mà phải đi vào lại. Tại em đang ngồi gác đảo nhá. Mùa này thì anh chị đi vẫn còn trong mơ nhá, khoảng tầm 4-5 ngày nữa bắt đầu là nó sẽ tả tơi, nó rụng hết rồi. Và ngày hôm nay thì nước nó không được trong lắm, tại vì hôm qua mưa rất là lớn, hôm nay mưa lớn thành ra là nước không trong. Trời thì mát, đi tắm biển sướng lắm, sóng thì rất là êm. Em thì mới bay về Lai Cam, mình xúc cho khách ở ngay tại Rông Mơ rồi. Bây giờ là đang ngồi trên cái chỗ ngồi của em, ngồi cao live stream. Anh chị nào mà muốn chụp Rông Mơ thì tranh thủ đi trước ngày 10 tháng 7 nha. Tới ngày đó chắc em nghĩ là nó tả hết rồi, nó không còn gì nữa đâu nha. Rông Mơ nó có khoảng tầm chừng 1 tháng rưỡi à, từ cuối tháng 5 cho tới giữa tháng 7. Đây, em chỉ đến khu vực Rông Mơ. Rông Mơ mà đẹp nhất là ngay nhà bè bên đó. Chị thấy cái nhà bè nhỏ 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 không? Ở bên đó là bên đó có dịch vụ đi bộ dưới đáy biển và lặn bình hơi, bên đó là thuyền thúng cương. Ngay chỗ đó là Rông Mơ rất là đẹp, nhưng mà mình sẽ không được tắm ngay đó, chỉ được chèo súp ngay khu vực đó thôi, tại vì khu vực đó là khu được bảo tồn đó, nên là họ cấm không cho mình đi. Đây gia đình khách em đi